Xin chào các bạn đến với kênh livestream của tôi. Tôi vừa để các bạn xem tôi có 180 phút được các bạn. Bây giờ nó bị chia lỗi không bị chuyển đổi rồi sao? Vẫn bị mà. Không, bị ít lắm. Em đây. Của em thì nó tự vá để em thì em biết. Thế thì mình chắc được sắp được giảm nợ rồi đấy. Bác có thể anh đi được thôi. Tới lúc ca nó không có gì ở đấy. Em đang chờ con nợ để trả nợ em. Chưa dám 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 chưa dám. Mua đất kiểu gì chứ? Hướng dẫn đây.
nhảy thêm vào. Đưa đây này. Đây, mua. Đưa đây. Tiền nó mà đủ mua. Đấy, tích. Đưa đây. 52 đây. Chưa này, người ta chưa lên được 1 triệu. Mua chả hết nha. Nhưng mà xóa đi rồi lúc like tiếp game xong lại phải cài lại. Em nghe thấy nha. Mua được thì không có tiền luôn. Vừa bảo nhà không gì ngoài tiền. Nâng cấp nó lên nó nhiều của công dân thì nó mới có tiền. Đây này, đây này. Đây có bạn đây. Vừa mạng không vừa em. Chưa chưa đi cho thông không? Dạ. Có người vào. Chưa đi đâu, đi ăn bột nhanh lên. Đi cho thông đi. Chưa đi đến, ít cái gì đó, ít cái. À, à, không làm được rồi. Không luôn. Sao không vào được nhỉ? Mẹ. Thế mà lại không? Anh Bạch. Lại đi quả. Được cái hai anh Giang đứng nhau, trước này mời em thuốc lào thôi. Chẳng mời đi bộ cả tăng thuốc là. Tại anh nghe có đi bộ em. Mở được.
em thấy cái chú kia bảo là thỉnh thoảng có điện thoại cho nó nghỉ mà chưa em không nạp tất nó nghỉ được. Nhanh đấy. Em bảy cũng gọi là nhanh đấy. Thế thì anh phải đứng lên một lúc rồi. Chút có gì ở đây? Anh đang 218. Giờ bạn làm hết. Nhưng gì rồi ra nhau không? Sao bên này nó còn kết nối đâu ở đây? Không kết nối đâu. Có kết nối rồi à? Có kết nối rồi nó tự mất đi. Gì rồi ra nhau không? Không về rồi. Quán! Đây, về rồi đấy. Về đâu? Đây. Nó lại giết nông chứ. Thì đi lại ra nhau. Em giết rồi thì gì cứt nhá. Anh em vậy.
rất mừng. Chị thử xóa game đi tả lại cho mà. Khóa ơi, cô về bên này thôi. Không biết gì đâu nha. Đưa về đi. Được rồi. Thế phải đi em về. Di lại ra gì đâu. Không về đâu. Còn gì mà cả. Con trả tài được game này. Con con meo này nát lắm rồi đây, từ nãy giờ chơi hai game xong lại xóa đi tải lại rồi. Game nó vẫn bị bật ra. Bị mỗi con này đâu, có bị con nào đâu. Cho nó nghỉ đi. Xóa đi tải lại cứ tải được. Con gió nào để bạn gọi cho tôi ấy.
làm. Thế nào? Đâu? Nhưng mà ai? Quên, quên đầy. Cắm vào bữa thôi, 2 giây, 1 giây thôi, cắm vào cái bên kia thôi.
Con này đâu không? Con lấy anh cho xe. Bây bây chạy thôi. Thế nào cũng không hai không có 700 thì khoan dạ em cắm cái nào anh cắm không tôi rồi cắm không lại cái gì cũng thì đã được biết lấy em ăn được rồi nhưng mà để thử gì cho nó không à? Bây giờ đang thử gọi làm cái gì là chậm nữa. Bây giờ em cắm cái này tự nhiên nó chắc được bình thường ấy thì mình sẽ có phương án khác. Không vẫn vẫn như thế thì mình sẽ có phương án khác mất luôn. Tôi tệ cho tệ bằng rồi cắm rồi bay hết bao nhiêu tiền chứ không nấy cái gì nhảy không bay bay xong đây là một buổi phun em biết gì mà nhảy nhân quốc năm mình cái này cái ra chưa đi. Nhìn nội thất thù. Tạm đi hoa nóng quá. Một đi ngày sau tốc độ sẽ tăng lên. Điều anh 210. Đấy, không lên được quá 110. Với em à, anh có vợ rồi. Không bé ơi. Anh làm câu ảnh tích 5 đô. Sao bằng nhau ấy mày? Đấy, tăng lên. Nhau lên à? Thế mà sửa lại phát. Nó mình cộng cả ngày luôn. Của em cái này nó không nhảy. Tích vào. Tí. Có vợ rồi. Đây. Bảo lần nữa nhá. Lớp của em. Đúng không? Cậu. Đây anh đến gần nha. Cuối chân của em mèo cào. Đến gần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em cứ thế gần nhân đất với 3 triệu 6. Cái này cũng sai. 15, 16, 17, 18, 19. Bạn có tài khoản nó phát. Hả? Người không sao. Em bình thường em cũng không à, nó anh xóa hết sạch cả mà. À con này chật đít lâu rồi. Vào xóa xong lại con này lại đít tiếp. Phải có không khác là cho xóa à? Làm đến đâu xóa thế luôn. Vào xóa con người lại đít. Xong người mất công xóa. Không có nếu mà không có mà. Quang vào cái sheet thứ 2 mà anh xem ạ. Cái em ạ. Cái này không... không ấm... ở đâu? Hết rồi đúng không? 25 thằng 4 đi. Mua từ 25 thằng 4. Mua tháng đây. Mua tháng mấy hạ nào? Mua tháng mấy hạ nào? Mua tháng hết đâu? Đây.
mùng 3, mùng 4, mùng 4, mùng 4, mùng 4, mùng 5, mùng 4 giờ hết rồi. Không ý. Không mèo không mấy bạn. Đấy, để mấy cây nữa nhỉ? Em bắn à. 10 cây nữa nhỉ? Năm thôi. Mấy cái này hết rồi. Thì năm mấy cây đấy hết rồi, có mỗi cây còn lại kia là em vừa mới được thôi, nên là lấy tổng 5 cây thôi là đủ thùng rồi. Cần thì lấy nhiều tốn tiền. Tại vì không có mèo. Em nó suy nghĩ cho mọi người. Lấy chung một cây không? Còn lý này. Hai con khác nhau mà là. Nhưng mà anh xịt map xịt nào trong này tôi chết rồi, bữa nay nó chỉ tới có con không có con này đâu thì mình mới biết rồi ở đâu xịt nào bữa tiếp theo ơi sắp nhầm như nào lấy ở đâu mau hiện hình. Hiện ở đâu này hiện hình. Đây. Hiện hình nha anh em. Đúng không? Xíu ta. Em. Ba năm hai sáu hai. Im. Ôi im đấy. Ở đâu? Em sửa đi em. Sửa. Đâu, lấy sửa ra. Sửa chung hoa quả. Em quên rồi. Ở đâu? Ở đâu? Giết mình. Đâu? Đấy. Mất. Cái này đi em mất mà. Không, nhưng mà không át ở đây, át ở đâu? Nói. Nhanh. Át ở đâu? Át ở đâu? Hai màu. Em mua cá mà nhỉ? Nói chung là em mua cá. Nãy bạn cái con mèo đấy nó lắm rồi đấy, hai anh em rồi đấy. Át ở đâu? Xóa, nãy em xóa hai cái video đấy. Thế hả? Hai cái like nhận nhau. Thế là ngày mai em xóa hai cái video rồi. Điếc. Không phải giả vờ lau mặt ở đây. Đâu? Ở đâu? Cái gì? Quá lạ biệt. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Đâu mà đi chích mắt. Chích mắt mà nó phát được luôn đấy ạ. Chích mắt kiểu gì đấy? Thấy được cái này. Thế à? Á lại hết cái đoạn 26 này. Kiếp giết người đi. Giết em một tế nha. Không, tao lát ra lại cho mình. Chị còn đứng ở chủ con. Ok. Chị còn đứng ở chủ con.
Không được con gì? Bay được. Bay được à? 2 tiếng thôi. Được khoảng 2 chục con. Đi em bay hết. Gì nữa? Hello, xin chào các bạn, là mình đây. Mời các bạn cùng xem live mình nhé. Cái này anh cứ bị ở chua nhỉ? Chờ chặt con chớ ấy. Thì à. Có đi mây được? Không bay được. Em không tắt OBS thì là không cần có đâu. Em cứ start là nó cứ nhảy ra. Không, bây giờ em đủ 2 tiếng rồi thì tắt đi. Thì bạn sẽ có bên OBS thôi, mà bên kia tắt được. Không, nhưng mà nếu mà không cần phải copy cây thì nó cũng phát tự loát ở bên kia đúng không? Ừ, em cứ start là mình loát được. Còn nếu mà... Không phải, máy trước kia của em không loát được, không biết máy này em chưa thử, em vẫn không đi copy cây rồi. Đây không ai có đâu. Chỉ có một lần lúc đầu thôi. Mình tắt OBS đi vào này mình là tốt. Vâng. Ra lại xem có được không nhé. Đó, đặt sang VPS đấy. Ừ, vào mà làm VPS. Chào tạm biệt mọi người. To rõ ràng á. Chào tạm biệt mọi người, nhỏ thế. Dây kia nó dài mà.
nhưng mà nhung đang bị thì phải thử nhung trước nhỉ. Thì bây giờ được trở lúc tôi không chỉ 100 mê thôi, 100 mê thôi, bây giờ mình đi rồi. Anh nghĩ là sẽ chiến lược đấy, thì đi vô kìm. Thì cái vấn đề chia với nó đang không, để nó ngắt không được, để trộn trộn nữa. Bây giờ giảm một máy thì xem bay chạy không. Hai người một em, bốn cái bay, hai người một em. Ôi, cho cái bàn phím này đây.
Hoặc là đi một giây ra xong rồi nằm chiều tám hồ từ bốn cây đấy mà không lại kiến tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn ở đêm sau nha. 60 đấy 120 người rồi kia kia 1350 kiến tất cả các bạn 1350 đây Hey. Chào các bạn. Không nhà đây. Gặp lại các bạn ở bên sau. Đấy. Đây này. Nào. Đây. 175. Cho phần 10. Ok đi. Đây đây. Ok nhưng mà từ 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 đéo. Mình có từng mấy cái kia. Ôi giời. Đéo. Em chưa biết cái gì. Có như máy này cái cạnh nó làm được VS xong máy này là được. VS này. Ừ, được hoặc là làm được cái meo xong lên sang bên này là được. Thế thôi là xong. Một cái VS sang này, một lần cái VS sang bên này là xong. Chào tất cả mọi người đến với buổi tư nhiên chiều nay của mình. Đây, VPS đây. Thank you.
chỉ cần ấy lại cái tài khoản chứ không cần nó tài như mình. Mình phải hài à? Mày anh chết tụi nó. Cái nào đủ năng đi theo đúng không? Đi theo thì mày có cái nó ok cho bay được. Ok, này là đầu tiên. Xin nhúc. Dạ. Mày cần cái xít đi, sao không thừa một ta? Thừa một ta. Hai bài. Hai đi. Một nha em. Cứ đăng nhập vào lúc đó lấy mật khẩu bây giờ lấy mã token. Thôi lấy điện thoại lấy cái máy lấy cái là có phải như này đâu. Lấy này mà. Đúng rồi, lấy quân sim này cho vào để mình đá ra, mình cầm mã cho mình đá vào máy ra thôi. Còn chẳng biết làm như nào nữa đây này. Tớ non. Chị ơi, con biết nhớ không? Không nhớ. Và anh chở công anh nhớ thì sao bảo. Em nhớ. Ừ, nói đi. Rồi, vào skill. Đâu, đây. Nào, anh bước đi. Bước. Rồi, này. Rồi, chi này. Rồi. Bước. Đây, cứ răng cái chữ gì đây. Xong rồi cái mã token. Em. Chị làm luôn á? Ừ. Phải làm luôn để em đi. Anh chủ bảo làm luôn đây còn như nào nữa? Em làm không nghe gì đâu. Kho số không có ứng dụng đang làm hết. Tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời. Không. Ok, tuyệt vời. Security vào xác minh xem là nhập. Không, vào security nha, vào xác minh hai bước này thì có cái mã bắt đăng nhập lại mật khẩu xong mới cho cái số điện thoại. Thì cho các đăng nhập mật khẩu đấy chỉ có cái link lấy mã token vào. Vào security lấy mã token trước. Yep. Nhớ trả cái mã điện ở cái sim ấy, sim code đi. Chết rồi, heo chết rồi. Tuyệt vời. Nó có lấy được không? Xong. Trang này nhiều số đấy nhỉ? Nhiều nhỉ? Rất nhiều lỗi này. Hai, 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 có vẻ hay không? Chưa nhập phát đâu đúng không? Xong mình cho cái mã... Mã token mà... Mã token mà chưa đúng không? Từ dấu bằng... Cái link token. Thế còn cái xong mình cái đi đã. Em xong cái chỗ đấy rồi. Cho cái mã tất cực vào xong là mới cho đâu. Mới cho phát vào đúng không? Đâu rồi chị xong mình. Cho số vào đấy. Này. Cho cái mã tất cực vào xong là mới cho cái vấn đề cho phát vào xong mới đâu đúng không? Chưa rồi. Rồi, lại tiếp với con cái số trước rồi làm nào? Thế là mình muốn làm nhưng mà người chút nhưng mà nó không cho mình làm chứ là còn trang này thì tốt không về cây okay. Cái số điện thoại của mình được mà trang này không lên tốt cả tốt không về điện thoại mình dùng có mấy cái có 5 cái của anh mấy của em được 20 cái hết của được 10 cái chỗ em ấy. Ôi thích được luôn. Nghe đấy. Chị nhớ. Không. Đấy nó bị như kiểu thế đi chứ như cửa hả đây. Không quá tối nữa phải. Con có về đâu làm. Hôm nay phải nuốt nước bọt để ăn cơm. Ê, mồm ăn nhiều con cà. Này đã không được rồi, hết công việc này đi công việc khác trời ơi. Các bạn thông cảm cho mình có mang với các bạn mà không chơi cùng với các bạn cũng mà ăn có cả không tính. Không chơi cùng các bạn cho thích mà mình mất thời gian. Anh từ muối. Hôm đầu còn chung chiêu, cả phải chịu thế nhỉ? Sau đấy làm một trời. Tại vì hôm đấy làm được em ạ. Trang cái phong cốt không về đấy cũng gì nữa là bắt đầu cứ để điện thoại đây cứ like người đúng hết trở ra cầm ngay cái điện thoại về ông phát ném vào sân bây giờ làm luôn xong mà tối là phải nào là make up
ba đầu sáu tay. Em đã đổi rồi. Thằng ai đâu đây, đánh mà. Đang mấy cái tên nó khác nhau. Chúng ta không muốn ai phải cô đơn. Chúng ta không cho. Đấy là anh đưa ra cho em cả thế. Chúng ta sẽ ngừng tham vãng. Ok, ngừng tham vãng. Nhìn thấy con Jerry kia ghét ấy. Cắn cho kiểu... Cứ lại hết đi, tên tối rồi. Sao anh Hoàng hôm nay lại đẹp dai đến lạ thường? Không, mà anh Hoàng đẹp dai. Đẹp dai, mũi cao, mũi bầu kiểu. Trắng trẻ. Mày sâu gió, cả có hát bầu. Nó tưởng là răng hơi... Mũi trái tim. Anh Hoàng mà làm răng cái, cái cho âm ngay. Mũi cao. Mũi tổ răng viên thôi. Anh Hoàng làm răng, anh Hoàng ấy. Mũi cao. Chị Nhung ơi, mũi cao, mũi cao. Chị Nhung lại chảy nước miếng, chảy nước miếng. Khoái khoái. Chảy nước miếng đây. Chảy đi, chảy ô. Anh Hoàng làm sân phát lục tê tỏa nắng. Lục tê tỏa nắng. Mà cũng sống qua lúc đấy em nhận diện. Bừng 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 bừng. Cái tôi chia 80 người. Xong rồi thêm lúc 50 người buổi trưa nữa. Ai biết gì đâu. Này, nhưng mà cả chiếc bay thì 500 của anh đâu ra. Hai. Qua ra mày đừng lên tiếng, mày lên tiếng là sai đấy. Bảo cả chiếc bay mà 500 không biết đâu ra. Trong khi trong chiếc kia em cũng trong ship tổng thì em cũng bay rồi, em cũng đơn em bay rồi. Quá tội nhanh. Cô chuẩn bị ứng 20 triệu cho là răng mọi người ạ. Cho em 5 phòng anh lên. Hai. Cao. Hai. Cao thật sự. Cô bay được không? Cả hai có bay được. Má phát là tên kiểu anh nha. Cô đúng rồi. Đùa ba bát. Đẹp trai. Mỗi tuần hai ngày chạy đâu. Đều hết số điểm. Đẹp trai. Đấy. Bay ở đâu? Bay ở đâu? Đều ngoài. Không phải ở đấy. Không ai tự lúc. Cả đây mà. Nào, like tiếp. Tôi có thể đánh chín. Này quá. Anh mới biết hồi sáng mà. Ừ. Biết tay được chưa? Từ lúc tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ ấy, là bắt tay ở đấy rồi. Là bắt cái con đầu đầu mà anh ấy, em ấy ok mà anh ấy rồi. Anh ấy được 16. Hả? Con này được cái nào đâu? Chưa được cái nào. Chưa. Không lấy được số nào luôn à? Không, nó có vẻ cốt đâu. Nghiên mà. Nghiên mà, nghiên mà. Nghiên mà, nghiên mà. Anh luôn ok để anh vừa bay được của nước rồi. Nào ra. Người nó lên đi có 2 đô không tính. Bỏ con đấy. Được, con mèo vào đây đi. Hoặc là mình bay 2 đô. Em lấy được ầm ầm đấy. Đây. Chứ sao từ nãy chị không lấy được nhỉ? Hay trời ơi, chị ơi. Chị giết bọn em đi. Chị giết bọn em đi. Mọi người có phải vào cùng đây, lấy được không? Tôi bảo này, ai biết được này. Đây, có ứng dụng năng cảm hết đi thầy. Đây thầy, em lấy chỉ số luôn này. Nhưng mà chị biết chị tên gì không? Thì mọi người cùng lấy đi. Lấy rồi. Đăng mã thôi. Lấy rồi thầy. Lấy được thì mọi người làm được. Ừ. Nghe ngừa lắm, em nhớ băng máng thôi. Ô lô. Xấu thế. Còn là bây giờ nó cho. Này. Bắt đầu đi.
nút nha, nút xuống bắt đầu đi. Hải ơi, bác sĩ Hải ơi, hướng dẫn đi bác sĩ Hải. Từ đang gọi cho xuống xuống trời tưởng thế nào chịu quá hết. Nhầm lẫn một hai bước từ từ đã. Thế như lấy cái này là lấy mắt cái này, sao lại vào? Vào được thì vào lấy mắt ở trong cái mắt. Nắng to, biêu cái trưởng à. Em thấy. Nắng to đấy. Kìa, nắng to kìa. Chắc vậy. Chị chắc vậy. Chị cực ngày mà chị bay mấy? Chị bay 2 năm rồi. Phương từng làm hỗ trợ sổ hàng xuống. Mày nghĩ còn bay cái gì nữa? Bay 2 năm đi lắm. Đâu ra nữa? Ví dụ thế. Ví dụ thôi. Em xong con vũ xong mình hai bước vào này. Biêu người 760 em bảo tích đâu? Cao vậy? Khỏe mặt tới đây. Đi à? Con đi hai bước này. Xong là... Xong là quên rồi. Không được quên. Nó đang bật like rồi. Xong mình hai bước này xong là sang bên... Đã đến rồi cả mọi người. Check active. Ơ? Mèo sang đây đấy nó. À, em nhớ rồi. Em cho like em nhé. Nếu em đang like em đổi đúng. Không biết. Phải đi tất cả mọi người. Con phải xóa cái số điện thoại đi nữa. Em biết rồi. Đây. Chìm số. Chứ kệ đi tí phải em bật. Anh chở Hà xuống tiện. Anh chở Hà ơi. Anh em nhìn em một phút để em à. Không, em nhớ. Anh. Cốt. Mình đang tự tin thằng Quang Kiếp sẽ nhớ. Đấy, thầy đứng đấy. Không. Hai lần. Ôi, không nhớ. Em đi. Thật sẽ tưởng Quang nhớ nào. Ôi giời em tả gần không nhớ ấy. Thế hả? Ôi nhưng mà trong cái bảo lái trong chứ bảy đi to em được chứ. Mấy cháu sẽ bị chó. Lại quanh nhá. Quang ơi, em thì có khả năng là phải kháng kênh ấy. Kháng kênh nữa. Mà bước rồi nhưng mà linh mạng. Mấy này quá ngại, tao đúng mấy này về tí này.
Nhìn này chỗ này thì đúng người người mình thấy. Chính vì thế đấy. Nếu em vừa đủ dùng mồm lọc con mới hoàn toàn nhé. Xem sang bên kênh lên con đấy có được. Vừa ra đi. Anh chở mà anh có ra đi hết cái đường kênh của anh không? Không phải em cũng lại. Anh chở mà. Em like thì em đổi. Em vừa ấy. Cái này vừa ấy nhỉ. Anh đúng anh sao mà sao tiện em đang đổi. Anh làm đấy nhá. Tiên nhiều còn nhiều em đúng rồi. Em có công việc, em có cái mail công việc nữa. Đi hai kênh này. Hai kênh hôm nay một bật like này. Nào mọi người chuẩn bị đi sáu kênh nhá. Lên tầng 3 quay thằng cu định kênh này của anh nhỉ. Chị ơi. Còn đúng một giờ đấy hôm nay nốt. Nãy dùng giấy đâu mà nó ngọt dùng hết túi này. Một ngày lau hết đúng một quận giấy. Nghiện nó một quận giấy nhâm cả hình nhâm. Đi có việc tí. Anh Hải, cái quả cam của anh to đùng luôn. Cứ sao dính dính này đúng không? Anh Hải ạ. Không bị đúng không? Lúc ấn cái này nó vẫn có những số điện thoại ấn chưa?
tờ giấy đâu ta? Tao để tao xin cam đoan đâu rồi. Để xin cam đoan. Lô này đến giờ off stream rồi các bạn ơi. Không, em chưa biết chữ tiếng. Ê, hôm nay chúng ta chơi đến nơi nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye. See you again. Ơ, đến bước này. Có cái xác minh, xác minh hai bước kia vào. Xác minh hai bước có phải sau dấu bằng không? Có cả dấu bằng chứ. Không có cốt thì mình nhập bách lại. Cứ lấy số khác. Xong rồi như nào? Không, bách kèo về. Bách đấy, bách đấy. Xong rồi như nào? Vào đến đấy rồi à? Sợ ai sửa băng ra một đống số rồi. Về đến phôn xong rồi. Áo. Chỉ ăn mùi cốc authentic. Rồi. Cốc máu authentic. Cốc cái link authentic kìa. Cái gì?
Cái gì? Có chưa có cái link authentic nhìn là thấy rồi. Link authentic đâu mà. Đây đây. Rồi, chụp chụp cho mày. Rồi. Có cái link đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Có link. Đâu? Xong rồi, xong mình hai bước. Đến 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 bước này rồi, đây bước này rồi. Tên nó. À, nó làm cái đó. Rồi nha. Chào. Chuyên gửi mail mà, chuyên gửi mail. Chị không biết cả. Chị không biết cả. Cái link hay bằng này đó. Lấy bằng nào bằng này ạ? Anh lấy bằng cuối cùng nhất. Anh Cẩm Hạ. Hả? Cái hay bằng ở đâu? Cóp ra đâu? Cóp ra cái mail của em chứ. Cái mail anh đổi ở đâu thì cóp ra để đúng con mail đấy nha. Để biết chứ, chị. Đến cả HTTP chứ. Ủa đâu, đâu. Không như nào nữa, sách có xong rồi. Có xong rồi, quay đi code chưa? Đấy, bây giờ em đổi cái này nó lại sang một cái khác, còn đây em copy lại đi. À, phải copy cái này ạ. Không như nào nữa. Search lấy trên mạng 2fa.liver. Xong rồi. Cái này chưa được làm à? Chưa. Cái này là... chưa ai được làm cái này bao giờ đâu đúng không? Đây chị gửi cái link này lên nhóm này cái code này. Trong nick à? Ừ, nhập code rồi đúng chưa? Nick trong nhập code à? Nick. Ừ. Trong nhập code. Gửi nè. Ừ. Xong trở lại à? Ấn mũi tên quay lại à? Cô gọi ấn mũi tên quay lại. Xong rồi khóa code. Và xóa code. Có cái nào ấy? Có từ nào đấy? Có từ đây à? Set. Và set ra. Set cũng là. Can xong là đấy à? Mình không check anh đi lấy từ đây đúng không? Ừ đúng rồi, có cái má đấy. Xoáy đây. Submit. Đến lúc đấy là được rồi. Submit xong rồi cốt ra. Và lên đây chọn nhà. Xong hai bước. Đâu chị phải làm được. Ấn nét đi. Đây, nó bị đơ rồi. Nhưng mà cái này cái tab này mà mất đi thì chị phải cóp lại cái má đi nhá, không phải nhầm đấy. Để đến bước nữa. Nó bị đơ đơ mất đấy, rồi. Quay thẳng luôn à? Không, không quay thẳng đâu, vẫn sau vô thẳng. Mỗi cái check up tick kia là ấy thôi. Mà có thẳng thôi. Thế rồi, nó bị thế rồi. Không nét được đâu. Không, nó không mất cái tab này đi, nó vẫn trở lại cái tab đấy. Xong rồi đúng không? Quay đây. Xong lấy sao mở hết lên kìa gì hả gì ta ấn con chuột rồi con ăn chuột chứ muốn trả dấu bằng à xong rồi đấy xong rồi anh bóc cả cái băng này vô đây trả dấu bằng mình làm cái đúng rồi. Rồi, rồi. Xong mình đúng không? Active lên đã, vẫn active lên đã. Ừ. Xong xong rồi, IP là con khác rồi đúng không? Ừ. Ý, bạn chị rửa mà cho ra cái trang lên nó dễ hơn. Bước sau tôi bằng đúng không? Bước sau tôi bằng. Trang nào? Cho ra cái đi. Cho làm được cái đấy. Hình như. Cái này mình mở sẵn rồi thì cái kia cũng chỉ việc ấn vào xong vào mail thôi mà trên xong chờ lại luôn mất lại trên cho số không nhỉ các chị có
mình không tự tin chứ. Anh Hải, đến giờ này cho số luôn hay là Goblin? Đâu, giờ này này. Goblin chứ. Rồi anh Hải, anh bảo em từ đầu đi anh Hải. Cho lên đúng không? Xin nhìn chị Goblin xong với anh cứ đúng không? Đúng rồi. Không nó thấy gì cả. Không thấy cái gì hết. Rồi, đến đoạn này là nhớ đấy. Thì cũng phải nhớ, có cái bước nọ bước kia mới nhớ được chứ. Anh Chấu hả? Bắt đầu, anh chỉ em đi. Vừa nãy em chẳng hiểu gì. Đâu, vào cùng nhé. Xong rồi. Ăn đi. Vào xong mình 2 bước ra. Xong mình 2 bước. Vào xong mình 2 bước rồi. Vào chỗ xong mình 2 bước của Theo ra. Đây. Em bên trên chứ. Ô Hà ơi, chính thì Hà ơi. Có cái tôi cần xong là ra ra cái ắt này thì lấy cái nó bị như này nhá. Đây. Xong rồi đây, em đăng nhập lại. Xong rồi có cái link token này. Link token á? Một cái mã token đấy. Xong rồi cho một không, chứ không ba này đúng không? Cái này để mã ok. Có cả dấu băng, không phải đằng sau dấu băng. Rồi, rồi. À, đã hiểu rồi. Rồi, có link xong mình 2 bước. Có cái đấy luôn à? Có sau dấu băng, à có cả dấu băng. Anh, nó lại cái link nó đổ vào này. Nhầm rồi, con số 1 chứ. Con kia con số 9 nhưng mà. Con số 8. Sao con giật đây ra? Không, nó chỉ phải làm ở bước kia thôi, cái này không được, cái bách lại. quay lại phần nữa. Rồi bên lại cái link authentic kia bạn. Có những cái nó sẽ vào luôn, phải bách lại thêm một lần, một bước hay là nó sẽ vào. Cái đầu tiên đấy. Cái đầu tiên đấy á? Ừ. Không lần lượt gì. Có sao khi lượt xong rồi điện thoại xong rồi mấy lần. Mình không có, mấy con cái không có điện thoại đi quét. Đấy, cái này. Đấy, à có cái má. Chọc cái này. Sao mình giữ điện thoại xong rồi mới cóp vào. Ok, đúng không? Đúng rồi. Các bạn phải cóp cái link gì ra ngoài xít rồi. Có chứ. Phải cóp cái má này ra này. Cái này à? Đúng rồi. Bây giờ em có cái má này xong là em phải ấn next. Nhưng mà trường hợp mà cái tab này em mà ấn ra ngoài đi đâu hoặc nó bị mất đi thì em phải ấn lại, copy lại cái má này. Copy lại đi. Chết rồi. Next. Cái code ở cái chỗ 22 này. Có những cái chỉ cần ấn quay lại phát là nó đến chỗ đấy rồi, nó bị lấy vào. Em sợ mày ai? Bạn ấn vào đây. Check out tip nữa là xong. Ui kìa, check out tip mà.
Cái này không phải sau các bạn đâu, cái này admin bên cả link. Cái này chị kéo gạt xem chúng ta kiểu này. Cái đầu cái này này kéo nó ra góc này được. Được rồi đúng không? Ok. Về nha. Ok, về đi. Nào không bị đổ lại đổ xuống nha. Ở đây sao xong hai bước rồi, cảm thấy không? Cái sao của em nó toàn không ra ấy nhỉ? Đây này, chị Dung, cái này này. Xong rồi mình, xong mình anh à lấy tập tình, anh em mặc khẩu. Thank you.
Cho đấy thấy. Đúng không? Phải nói một câu chứ. Ok không view. Ok không view. Ok vẫn là không view. Vẫn là không view. Về chỗ. Phiên này chi? anh thằng béo bán chú à? Này mở được fan này nó không mở được do tên đấy. Thank you.
Lan nó gọi cụ cái gì ấy? Em nhắn lên bảo cụ rồi.
Tự nhiên hôm nay nó cầm phát con Lan nó sướng hẳn sao. Này, đấy là em này. Alo anh nhé. Trời ơi, nhiều con có trực tiếp luôn. Nó không hiện như nào để anh... Lại phải bóc cây chứ, sao biến nhận cái máy này ấy. Đợi anh lên đây. Đợi. Anh có vào thành chiếc xe kìa, không con chưa thấy lại đi. Anh có cái authentic con chạp cao tự ích lại đi. À đây. Em chưa lấy luôn. Biết. Trời ơi. Em còn đang đi đến kênh. Anh hỏi anh biết làm kiểu gì để đỡ không phải có cây không? Em ấn làm nó có hiện đâu. Anh tưởng là anh có cây. Em cũng cần phải có cây rồi. Không lại phải đi trong đêm đi nào. Đi sao vậy? Thì lúc nào dừng kênh nào ấy thì like luôn thì nó loạn, có nghĩa vừa nãy em anh Hoàng bảo không phải cóc cây nhưng mà em thấy cái nào em cũng phải cóc cây hết rồi. Em thử vào link đi xem nào. Không có, em vừa vào rồi nên em mới phải sang cóc cây đây. Tắt chưa, tắt chưa? Tắt rồi, vừa tắt rồi. Ra bên đấy, em vừa ra một kênh xem đâu có like gì đâu. Nhưng mà em lúc mà em ấn đấy xong em lót lại cơ. Em lót lại xong rồi nó trở về em ấn cái đi xong trở về bình thường ấy nó mới like được. Không để tên xong tên để em đi cóc lên. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của mình. Welcome. Điện là... Điện ăn không biết ăn thua nhỉ. Không may cười ta. Mày cười tao đi. Nó chết thế đâu. Ngồi chân này. Để nó chân sao đấy. Thế nào. Như nhau cả. Mặt cười chị. Thank you.
kiến là chị em kia phải chị nhớ không chị em hay kia phải chị đang livestream không đâu vấn đề để canh giờ đây nhưng mà muộn mẹ luôn bảo là 4 giờ 6 giờ 5 giờ mẹ mới đi bật đến 7 giờ 7 giờ 9 giờ cũng được mà điều của em 1 tiếng của em sắp được rồi. Như chị với em cùng mình vai mà đúng không? Bây giờ cũng đây là 4 tơn rồi. Tí là tơn 5 xong về. Về xong là tơn 6. 70. Cái đã ơ thế bây giờ đó mình đang mai này mình đổi phút sau không sao đâu chị ạ hả sao phải ơi chắc em thì... em vẫn đang like mà vẫn mình vẫn đổi được đúng không sao được chị đang đổi đúng không? Để em xem chị đã bắt đầu đổi à? Yên tâm, học sinh của chị nhanh lắm. Đây. Chỗ em có nho này chị. Chưa có đâu gửi em vậy ạ? À?
cho một cho em với. Cái pad á. Pad á? Vâng. Nhưng mà đây vẫn còn đây nó có tiền, nó không lưu đấy ạ. Không có mặt cầu gì, gì xuống mấy chỗ sau hả? Đây là em thấy không? Không, em không lấy được. Chị đeo thì lấy được chị gửi em với. Em không lấy được. Lấy cái Mobi ấy. Mobi à? À đây mà. Chụp ạ. Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều ạ. Của em nó ra này nhỉ? Yên. Ừ. Sao ra này? Em vary xong rồi đấy, bây giờ em copy mã option à, copy cái option đó. Xóa chưa? Đến bước nào ấy? Tính bước copy option này vào đây, rồi mới vary số xong. Copy đến số bằng đi, số bằng ấy. Số bằng nào? Số bằng kìa, số bằng kìa, chữ chữ A to. Copy cái option này đúng không? Cho vào. À, tân on ở cái ấy lên vừa nãy chị bị tân on này á? Ừ. Rồi lại có phải để chị cũng bị thế các bạn đó được rồi đó nhung tân on sang nó lại bị vách xong rồi cái này nick này nick đúng không bạn ạ? Em bị nhận lại không được nhé, em lấy cái mã đấy xong lên trang kia tìm kiếm hai em ăn hay ra chấm like. Thank you.
xong rồi giờ sẽ cách đi vào xong. Cụ tưởng là làm kiểu mấy điện thoại đấy, phải leo thêm không chưa? Không còn lúc vừa đây không được tưới rồi đúng không? Tưới được, tưới được. Đang ấy rồi. Lúc này. Sao? Đó là em mua này anh muốn kéo, mua cho em một ít, mình muốn kéo. Đây kia tôi muốn mở ra được. Muốn đi xong rồi ngon lên, muốn được thành một hộp. Thôi. Ngại lắm. Ngại lắm. Thôi, kêu mấy đây. Kêu hát mà à? Chị ơi, mọi người gọi kia lên kia để xem mình sẵn hết với chị làm gọi tên trên này à? Gọi tên trên này à? Kiểu như là Gmail là cái Rai nhưng mà trong cái tên kênh nó lại thành sai ấy. Nên là mình vừa mới đi. Chắc là sao mình vừa làm cái tên đấy không? Tại. Mình đã biết làm rồi. Mẹ, còn có cái kiểu là phải nhập mã hai lần nữa. Tao đi thuê không có mã hai lần đâu.
Ok. Hai lại lúc vô con 2753 của mình nhỉ? 591 của mình về đây. Lấy Italia về. 583 lại ai lấy của em ạ? Chưa biết, chưa vào đến đoạn đấy, đúng cốt nha. Qua đoạn đấy rồi nha. Chứ sao không lấy cốt rồi, lấy con 191 nhưng mà không về. Đang nhập lại đi. Vì nhập số điện thoại lên này. Nation. Cái này thì nó đau đầu mà. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Mai tôi nhớ các bạn đấy, tôi cũng quên rồi. Các bạn cho tôi thông cảm.